các diễn viên dành kỳ nghỉ lễ cho những chuyến du lịch bên gia đình, bạn bè. Huyền Lizzy chia sẻ về chuyến du lịch Maldives với rất nhiều hình ảnh xinh đẹp trong đầm đi biển Maxi. Diễn viên Quỳnh Cun khoe ảnh diện váy trắng thướt tha thả dáng trên bãi biển trong dịp nghỉ lễ. Diễn viên Bảo Thanh đi du lịch cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ. Cô khoe ảnh hạnh phúc bên chồng con, bà mẹ hai con ngày càng xinh đẹp, lấy lại vóc dáng cân đối. Diễn viên Bình An và bà xã Hậu Phương Nga dành kỳ nghỉ cùng gia đình. Trong kỳ nghỉ lễ, Thùy Anh đăng tải bức ảnh với vóc dáng đáng mơ ước. Diễn viên Quách Thu Phương cũng có kỳ nghỉ vui vẻ ở biển. Vóc dáng của nữ nghệ sĩ luôn khiến fan phải trầm trồ. Trong khi đó, Lương Thanh tiếp tục chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp trong chuyến du lịch châu Âu của mình. Diễn viên Tú Anh khoe không gian ngoại ô yên bình trong dịp nghỉ lễ. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà cũng có kỳ nghỉ ở vùng quê Bình Yên. Nữ diễn viên check-in trên cánh đồng lúa xanh mướt với trang phục giản dị nhưng vẫn giành được nhiều lời khen ngợi về sự trẻ trung. Diễn viên Kim Oanh cũng khoe ảnh ở biển trong kỳ nghỉ lễ. Vai diễn nữ chính đầu tay của cô trong Dưới bóng cây hạnh phúc vừa qua gây ấn tượng với khán giả. Quay trở lại công việc thôi, nghỉ ngơi thế đủ rồi, diễn viên Việt Anh chia sẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.